thưa quý khách, máy bay của chúng ta sẽ cất cánh trong vài phút tới đây. Xin quý khách lưu ý, cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, we will be taking off shortly. Please ensure that your seat belt is fastened, your seat back is upright, your tray table is stowed, your window shade is open, and refrain from using the lavatory during this time. Thank you for your cooperation. お客様にご案内いたします。当機は間もなく離陸いたします。シートベルトは腰の低い位置でしっかりとお締めください。お座席の背、テーブルは元の位置にお戻しいただき、窓の日よけをお開けください。また、化粧室のご利用はお控えください。皆様のご協力をお願いいたします。Thưa quý khách, chúng tôi sẽ giảm ánh sáng trong khoang hành khách. Nếu có nhu cầu, quý khách có thể sử dụng đèn đọc sách ở phía trên ghế ngồi của mình. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will now dim the cabin light. If you would like to continue reading, you will find the reading light button in the panel above your head. Thank you. お客様にご案内いたします。ただいまから機内の明かりを暗くいたします。お手元に明かりが必要なお客様は、頭上の読書灯をご利用ください。Receive for takeoff.